Một ngày bình thường ở Bình Dương sẽ như thế nào? Sạc điện thoại ở chỗ khác. Sạc điện thoại ở Bình Dương. Chim đảng đi chơi ở chỗ khác. Chim đảng đi chơi ở Bình Dương. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Uống nước ở chỗ khác. Uống nước ở Bình Dương. Học tiếng Anh ở chỗ khác. Oh, I'm good. I'm fine. Thank you. And you? Học tiếng Anh ở Bình Dương. Lái chim. Livestream. Nhíu sữa lì. Usually. Sạc cơm. Sucker. Cắt tóc ở chỗ khác. Cắt tóc ở Bình Dương. Đi dạo ở chỗ khác. Đi dạo ở Bình Dương. Trời, không có gì đâu mẹ ơi, bạn con đó. Đi đi, đi đi. Lái xe đi đường ở chỗ khác. Lái xe ngoài đường ở Bình Dương. Đi học ở chỗ khác. Đi học ở...